đọc một câu hỏi dùm cho một chư vị đồng tu gửi lên cho ban tổ chức chúng con. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính xin lão cư sĩ Diệu Âm cho con hỏi. Con niệm Phật cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, vậy con có nên niệm Quán Thế Âm Bồ Tát không? Vì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để tiêu tai giải nạn lúc mình còn sống, đây là đại nguyện của Ngài. Nếu không tiêu nghiệp thì hàng Phật tử tại gia phàm phu tội chướng sâu nặng, lúc lâm chung làm sao được tỉnh táo niệm Phật, niệm được A Di Đà Phật, nhờ vậy mà được vãng sanh. Con thấy rất nhiều người cũng xỉn dương như vậy. Con kính xin Thầy từ bi hướng dẫn để con hành đúng, để đời này con được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Con thành kính tri ân Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Niệm Quán Thế Âm rất tốt, không ai cấm. Niệm Địa Tạng Vương cũng rất tốt, không ai cấm. Niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật cũng rất tốt, không ai cấm. Nhưng trong tất cả cái niệm đó, cái niệm tốt nhất là niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Một người làm thiện làm lành, đem tiền bạc ra cúng dường chư tăng xây chùa đều rất tốt. Ví dụ như Ngài Lương Vợ Đế, ai cũng kính trọng, Ngài là người đại thiện. Nhưng mà nếu Ngài không niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, thì Ngài hướng được cái phước báu trong đời sau ở chỗ nào đó, chứ còn đường vãng sanh hình như không có một kinh điển nào nói Ngài được vãng sanh. Cũng giống như thường thường Hòa Thượng khuyên chúng ta nên đọc Liễu Phàm Tư Huấn. Có nhiều người nói muốn vãng sanh thì phải đọc Liễu Phàm Tư Huấn. Diệu nghe âm nghe nói và âm nói ông Liễu Phàm Hoàng không người không có vãng sanh. Tại vì ông ta là làm thiện làm lành để cầu phước, làm thiện làm lành để cầu con, làm thiện làm lành để ông cầu được thăng quan tiến chức, cho ông không cầu vãng sanh. Ông là một người hiền nhưng mà vãng sanh thì ông không có. Cũng giống như có nhiều người nghe nói là Hòa Thượng nói tu đời này phải đọc gì đó để tứ quy là cái căn bản, thì Diệu Âm nói đọc đệ tứ quy không phải để vãng sanh, mà đọc đệ tứ quy để làm người hiền. Làm người hiền thì tốt, người hiền này mà niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì người hiền này mới được vãng sanh. Chứ còn ông Lý Tu Tài là tác giả của cuốn đệ tứ quy, ông ta không có vãng sanh. Tại vì ông ta có nguyện vãng sanh đâu. Cho nên chư vị phải nắm cho vững đường làm thiện làm lành là tốt, còn đường vãng sanh là đường niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì niệm Quán Thế Âm, niệm chú Đại Bi là để giải nghiệp. Cầu giải nghiệp là tu phước tạo đức, chắc chắn phải tốt hơn những người không niệm Quán Thế Âm Bồ Tát mà tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì nghiệp chướng nặng, vì nghiệp chướng nặng nên bây giờ phá nghiệp, lo phá nghiệp dù thế nào đi nữa cũng hay hơn, cũng giỏi hơn, cũng đáng vỗ tay hơn những người không chịu tạo phước tạo đức mà cứ tiếp tục tạo nghiệp. Chứ còn nói rằng là niệm Quán Thế Âm để cho Ngài hỗ trợ cho mình tụng đại bi thủy sám gì đó để cho mình hết nghiệp, thì xin thưa rằng chờ chư vị 8 tỷ kiếp sau không biết là chư vị có hết nghiệp chưa. Vì sao như vậy? Vì là một phóng phàm phu mà đòi hết nghiệp, đây là cái vọng tưởng sai lầm. Một vị đại Bồ Tát các ngài được quyền nói như vậy, còn phàm phu mà nghĩ rằng mình sẽ có một ngày nào đó hết nghiệp, thì Hòa Thượng Trí Đức ở bên Mỹ ngài nói ví dụ một câu rất là hay, chẳng khác gì có một khối đá cao một do tùng, rộng một do tùng, dài một do tùng. Một do tùng là cỡ 16 ngàn thước. Một viên đá kim cương nặng như vậy, một người không được lấy cái búa nhé, lấy cái búa mà đập hòn đá không được. Tại vì Phật nói một viên đá nhỏ liền xuống biển, viên đá đó chìm liền.
Cho nên muốn cho cái giường đá nó không còn là một bánh đá thì lấy cái khăn lông mà lau qua lau lại, lau lên lau xuống, lau cho khi nào hòn đá nó mòn đi không còn gì cả. Tức là nó thành hạt bụi rồi, thì hạt bụi đó mới có thể nó bay trên không trung, không còn chìm dưới biển nữa. Chư vị có thấy ghê gớm không, sợ không? Làm sao chúng ta nghĩ rằng một khăn lông mà có thể lau tan hòn đá? Một hòn đá như vậy dẫu một bánh nó bỏ xuống dưới biển cũng chìm ngay. Có nhiều người nói Phật dạy còn nghiệp, tức là giống như có khối đá, có khối đá thì bỏ xuống biển chìm ngay, làm sao vượt qua sanh tử luân hồi? Nếu người nào hỏi như vậy thì dám trả lời thì nghe lời Phật dạy đi, đừng lấy hòn đá mà để dưới biển thì để đâu. Xin lấy hòn đá đó mà để lên con thuyền Bát Nhã của A Di Đà Phật đấy. Chư vị nghĩ hòn đá đó có chìm không? Bao nhiêu cái tàu bè đi trên biển có những cái khối mà khối container đó nó nặng mười mấy tấn, chỉ có cần cẩu mới cẩu được, nó nặng như vậy, nó nặng hơn hòn đá mà các vị đó để trên tàu được khối khối như vậy, con tàu vẫn chở qua bờ giác như không, phải không chứ vậy? Như vậy thì cái hòn đá đó là tượng trưng cho cái nghiệp của chúng ta, đừng đem cái nghiệp này mà liễn chứ biển, nghe chứ vậy? Hãy mạnh dạn đem cái nghiệp này mà đặt lên con thuyền Bát Nhã của Đức A Di Đà đi, mau mau làm liền đi. Con thuyền Bát Nhã của A Di Đà có ba tầng: tầng thượng, tầng trung, tầng hạ. Tầng thượng thì có thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh. Tầng trung thì có trung phẩm thượng sanh, trung phẩm hạ sanh, trung phẩm thượng sanh. Thượng tầng hạ thì có hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh. Mình nhớ nhất thì mình nằm tầng dưới cũng được, mình ở tầng dưới cũng được. Ngồi trên thuyền đi, con thuyền sẽ chở qua bờ kia. Khi qua bờ kia rồi thì hỏi chư vị, ai là người tới trước? Rõ ràng là tới cùng một lúc, phải không chư vị? Rõ ràng như vậy thì chính câu A-di-đà, cầu sanh Tây Phương là cái pháp môn gọi là môn dư đại đạo. Phạm thánh tề thấu tám căn phổ bị, tề sau là bình đẳng thấu nhiếp về Tây Phương Cực Lạc, đều thành đạo cùng một lúc luôn, hay không chứ vậy? Mau mau thành tấm niệm Phật cầu rảnh Tây Phương Cực Lạc, Đức Quan Thế Âm nhất định sẽ hỗ trì cho chư vị, giúp đỡ cho chư vị, bê dùm hòn đá của chư vị để trên con thuyền của Bát Nhã. Mình qua đó gặp Ngài, tẩy trong tay với Ngài, cùng nhau thành đạo để cứu độ chúng sanh, hay hơn là tự mình phá nghiệp để tám chín ngàn kiếp sau nghiệp chướng vẫn nặng nề, không biết bao giờ mới thoát nạn. Mong chư vị hiểu tự lực và nhĩ lực nó có giá trị khác nhau là như vậy đó, hiểu không bác Diệu Tươi? A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin cảm niệm công đức và những lời giảng giải cặn kẽ của lão cư sĩ Diệu Âm ạ. Con mong đại chúng chúng ta nếu ai cũng đang ở trong hoàn cảnh xiển dương niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để tiêu tai giải nạn, thì khi nghe được những lời chia sẻ này thì mình nên ngẫm nghĩ lại con đường mình đi và thành tâm chuyên nhất niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc ạ. Dạ, Nam Mô.